đã quay trở lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Ha Ryugeon im miệng tới vũ trường toàn trai sáu múi, nhưng mạng thi nhau réo Trấn Thành về sử vợ. Chẳng nề hà, Ha Ryugeon khoe với người hâm mộ rằng cô vừa tham gia một show diễn toàn các chàng trai sáu múi sexy. Cách đây ít giờ, Ha Ryugeon kể câu chuyện trốn chồng đi chơi lên trang cá nhân. Theo lời Ha Ryugeon, cô vừa tham gia một show diễn độc đáo tại Seoul, Hàn Quốc. Điều đặc biệt ở live show này là toàn trai đẹp sáu múi cởi trần biểu diễn và chỉ chấp nhận khách nữ. Mới đi xem show này, toàn trai đẹp không, cơ bắp lớn nhỏ đều có hết, ai cũng cao. Rất tức vì giờ mới biết có show này, đây không phải ai cũng vào được nha, bán vé mà cũng chảnh, giá vé khoảng 1,8-2 triệu. Chỉ nữ và trên 18 tuổi mới được vào nha, nếu ai định qua Hàn Quốc nhớ coi show này đi, sẽ không bao giờ hối hận, Ha Ryugeon viết, đính kèm hình ảnh các chàng trai nóng bỏng. Ha Ryugeon công khai đến nơi giải trí chỉ toàn trai đẹp cởi trần biểu diễn. Nữ ca sĩ rất tức vì giờ mới biết có show này. Được thắc mắc tại sao show diễn chỉ có nữ xem mà không phải là nam, Ha Ryugeon giải đáp, để cho con gái bung thoải mái đó ạ. Tại nếu có khán giả trai thì con gái không dám thích lộ vì sĩ diện. Ngay khi đăng tải, câu chuyện của Ha Ryugeon khiến dân mạng vô cùng quan tâm. Thay vì bàn luận trai đẹp cùng nữ ca sĩ, hầu hết bình luận dưới bài viết đều réo tên Trấn Thành. Khi bà xã một mình tới vũ trường trai nhảy sáu múi, ai cũng lót dép hóc, phản ứng của nam danh hài sẽ ra sao? Có rất nhiều bình luận hài hước, A Xin không thích điều này, Xin ơi anh đâu rồi, múi cơ múi bắp sao bằng múi mỡ nhà hả chị, tội nghiệp anh Xin, chị ơi chồng chị đợi ở nhà, đừng lêu lỏng quá nha. Rất tức vì giờ mới biết show này, tôi nghe mà tôi biết ông Thành nghe xong cũng xì khói. Tối nay anh Thành đuổi chị Harry ra sofa ngủ, quá lắm rồi. Dân mạng thi nhau gọi hồn Trấn Thành với những bình luận hài hước. Được biết cả Harry và Trấn Thành đều đang ở Hàn Quốc, cặp đôi có lịch trình công tác, đồng thời đón Noel tại quê hương của giọng ca anh cưới đi đi. Đôi yên ngương đón Noel tại xứ sở Kim Chi.